Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài 53. Nhân số có tận cùng là chữ số 0. Trang 63. Bài số 1. Rồi. Bước đầu tiên thì chúng ta lấy 0 đến nhân 0. Đó là bằng 0. 0 nhân 0 bằng 0. Rồi. Cái này chúng ta không cần phải nhân là 0 nhân 7 rồi 0 nhân 2. Đó. Chúng ta chỉ lấy 0 nhân 0 là chúng ta ngưng. Như vậy cái đối với cái hàng đơn vị này chúng ta chỉ việc nhân một cái thôi. Đó. Rồi chúng ta viết xuống dưới rồi chúng ta ngưng. Rồi chúng ta chuyển qua hàng chục. Hàng chục 3 nhân cho 0 là bằng 0. Đó. 3 nhân cho 7 là 21. Viết 1 là như 2. 3 nhân 2 6. 6 với 2 là 8. Đó. Như vậy ngay chỗ này á, thường thì chúng ta nhân cái hàng nào chúng ta viết xuống hàng đó, nhưng mà đối với cái này á thì xịt qua một cái được không? Xịt qua một cái. 3 nhân cho 0 thì lại sau đây, nhưng mà 3 nhân 7 là 21, ta lại xịt qua dưới cái hàng số 3 được không? Xịt qua. Rồi, tương tự bài thứ 2. Bài thứ hai ta thấy ở dưới này bao nhiêu số 0? 2 số 0 đúng không? Nghĩa là 0 nhân 0 là bằng 0. Đó. Chúng ta ngừng. Rồi tiếp theo qua này. 0. Đó, ta nhân 0 bằng 0. Ừ. 0 này. Chúng ta nhân 0 là bằng 0 này. Đó. Rồi tiếp theo. Vậy là hai cái hàng số 0 này chúng ta nhân cho 0 là bằng 0. Chúng ta ngừng. Đó. Mỗi số 0 này chúng ta chỉ nhân một lần rồi chúng ta ngừng. Nè, rồi qua số 2. Số 2 nhân cho 0. Nè. 2 ta nhân cho 0 là bằng 0. Nè. Rồi 2 ta nhân cho số 0 này là bằng 0. Nè. Rồi là 2 ta nhân 6. À, 2 nhân cho 3 là bằng 6. Rồi tiếp theo, 2 ta nhân 4 là bằng 8. Nè. À, chú ý lại, ngay dưới này là số 0 đúng không? Số 0 thì ta nhân cho 0 là bằng 0 là chúng ta ngừng. Chúng ta không lấy số 0 thì chúng ta nhân nữa. Chúng ta chỉ nhân một lần thôi. Rồi tiếp theo qua số 0 này, số 0 là ta nhân 0 là bằng 0. Rồi chúng ta ngừng. Rồi ta số 2. Số 2 thì người ta nhân được nhiều lần. Số 2 ta nhân cho 0. Rồi ta nhân cho 0 này nữa. Rồi ta nhân cho 6. Rồi nhân cho 8. Rồi tương tự bài này. 0 ta nhân cho 0 là bằng 0. Rồi, trên đây số 0 là chúng ta ngừng, chúng ta không có nhân cho số nào nữa hết. Rồi số 0 này chúng ta nhân cho 0 là bằng 0 là chúng ta cũng ngừng. Rồi chúng ta chuyển qua số 4. 4 ta nhân 0 là bằng 0. Viết dưới số 4 nha. Thầy do thầy viết nó hơi to cho nên nó bị lấn ra đó, chứ viết dưới số 4. Rồi. 4 ta nhân 8 là 32. Ta viết 2 ta như 3. 4 nhân 4 là 16, 16 với 3 là 19. Viết 9 ta như 1. 4 3 12 với 1 là 13. Viết 3 ta như 1. 4 nhân 1 4, 4 với 1 nhớ bên kia qua nữa là 5. Bài số 2. Tìm các số tròn trục viết vào ô trống để có. Tròn trục là gì? Tận cùng là bằng số 0, được không? Tận cùng là bằng số 0. Ví dụ như 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao để tìm con số nào ngay chỗ này và chúng ta nhân nó nhỏ hơn số này. Ví dụ như ngay chỗ này thì chúng ta điền số nào? 5. Chúng ta nhân 10. Đó. 5 nhân 10 là bằng 50. Nó vẫn nhỏ hơn con số này, được không? Giờ chúng ta nhân chúng ta chọn là con 10. 5 nhân 10 là 50, 50 nhỏ hơn 210. Được không? Rồi, ngoài ra thì chúng ta số nào nữa? Số 20.
20 được không? 20 20 tính tan nhân cho 5 là bao nhiêu? Bằng 100. Vẫn nhỏ hơn. Vẫn nhỏ hơn là 210. Được không? Thế này chỗ này cũng nhiều số lắm. Có thể là 30. 30 tan nhân cho 5 là chỉ có 150. Được không? 40. 40 tan nhân cho 5 thì là 200, vẫn nhỏ hơn là 210, được không? Chỗ này nó cũng nhiều số. Thứ nhất là có thể là số 10, có thể là 20, có thể là 30, có thể là 40, được không? 50 được không? 50 tan nhân là 250, không được. Rồi chúng ta có thể là 10, 20, 30, 40. Tiếp theo. Ở bài dưới đây người ta đồng qua cho rồi. Mới nhìn này cứ nghĩ là khá, nhưng mà dưới đây là đã có rồi. Đây, bây giờ đã chọn số 10 rồi đúng không? Thì ngay chỗ này là chọn 20. Đúng không? Ngay chỗ này chúng ta chọn 30 và chúng ta chọn 40. Được. Câu B. Viết vào ô trống số tròn trục bé nhất để có. Như vậy tròn trục bé nhất là bao nhiêu? Tròn trục bé nhất là số 10. Không? Bé cái tiếp theo là 20, 30, 40, 50, vân vân. Thì ngay chỗ này người ta yêu cầu là số tròn trục bé nhất. Thì tròn trục là bé nhất là số 10. Được không? Số 10 nhưng mà nhân vô đây thì nó không lớn được. Nó không không lớn hơn 260. Được không? Rồi, cái bài này nó đây là số tròn trục bé nhất nhưng mà thật ra là không phải. Người ta họ lái hoặc người ta họ nói là con số nào đó tròn trục mà bé bé nhất ở đây có nghĩa mình không hiểu, mình không phải hiểu là tròn trục như thế này mà người ta họ nói là con số mà nhỏ nhất để lớn hơn con số này. Được. Nhỏ nhất nhưng mà nhân vô để lớn hơn con số này chứ không phải là tròn trục nhỏ nhất như kiểu này. Được. Như vậy bây giờ như vậy là con số 10 này chúng ta không phải chúng ta lấy thử con số là ta nhẩm thử đây là 29 đúng không? Là 6 nhân 5 là 30, chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ lấy con số 50. 6 nhân 5 là 30, như vậy chỗ này là 300. Đó. Như vậy còn nếu như số tròn trục tiếp theo nữa là 60, 70, 80, 90 vân vân, được không? Như vậy đây là số tròn trục bé nhất để nó lớn hơn con 290 chứ không phải là số tròn trục. Nha, chứ không phải là số tròn trục nhỏ nhất. Đây, hiểu theo nghĩa là số tròn trục nhỏ nhất để nhân vô để vừa lớn hơn con số này. Vừa lớn hơn con số này. Cho nên cho chúng ta tổng con là 50. Được. 50 là nhân vô đây là 300, 300 lớn hơn là 290. Được. Nếu chúng ta chọn 40 thì không được. 40 là 6 nhân 4 là 24 là 240, 240 không thể lớn hơn 290. Được. Vậy ngay chỗ này là số 50. Là số 3. Một đội xe có 7 ô tô chở gạo. Mỗi ô tô chở được là 60 bao gạo. Mỗi bao gạo cân nặng là 50 kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo? Rồi bài này thì chúng ta sẽ có hai phép tính. Chung quy lại là nó là con số 7 này, 7 ô tô này. Và mỗi ô tô là nhân cho 60 này. Mà mẫu bao gạo là có 50 kg, chúng ta nâng trên 50 này đó. Như vậy chung quy lại là cái phép tính là ba con số này nhân nhau. Cho nên chúng ta sẽ tách ra hai cái phép tính. Phép tính thứ nhất thì chúng ta lấy cái này nhân cái này. Được không? Rồi chúng ta được cái kết quả này chúng ta sẽ nhân cho 50. Được. Được cái kết quả ngay chỗ này nè. Rồi chúng ta nhân cho 50. Được. Rồi chúng ta 7 chúng ta nhân số 10 thì là cái thông số gì? Số 7 là gì? Là ô tô. 7 ô tô, còn 60 là gì? 60 bao gạo, được không?
Đầu tiên thì chúng ta sẽ tính là số bao gạo bãi ô tô chở được là số bao gạo bãi ô tô chở được là nào. Chúng ta lấy 7 cho nên nhân cho 60 bằng, chúng ta tính nhẩm thì chúng ta số 0 này không, chúng ta ghi lại nào. 6 nhân 7 là 42 bao nào, bao gạo. Tiếp theo thì ta lấy được cái tích này chúng ta nhân cho 50, 50 người ta hồi nói là mỗi bao gạo là cân được 50 kg nha. Vậy là số kg gạo, số kg gạo 7 xe chở được là, ta lấy 420 chúng ta nhân ra 50 được bằng. Rồi chúng ta nhẩm này, một thì đặt ra phép tính chúng ta tính, hai chúng ta nhẩm. Bay này có máy số 0, 1 số 0. Bay này có máy số 0, 1 số 0. Như vậy là bay này 1 số 0, 1 số 0 là 2 số 0 đúng không? Đúng không? 2 số 0, chúng ta ghi là 2 số 0. Rồi chúng ta lấy 5 chúng ta nhân cho 2. 5 x 2 là bao nhiêu? Là 10. Viết 0 lên nhớ 1. 5 x 4 là 20, với 1 nhớ là 21. Rồi. 21 kg gạo. Mà người ta hỏi là hỏi gì? Tấn gạo, được không? Như vậy mình trả lời là số tấn gạo đậu xe đó chở được là, rồi chúng ta đổi ra 21.000 kg gạo bằng bao nhiêu? Bằng 21 tấn. Rồi chúng ta đổi ra, cái bước cái cuối này chúng ta chỉ việc đổi thôi, đáp số. Cái này chỗ này chúng ta hình như vậy gì cũng được ha. Đáp số là 21 tấn. Tiếp theo bài số 4. Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép lại thành một hình vuông. Thì làm sao chia đây? Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ kẻ cái tách cái này ra. Chúng ta đếm đây mấy ô đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à, 9 9 thì giả sử chúng ta tách nó ra đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 thì chúng ta tách như thế này. Rồi. Nào. Chúng ta sẽ tắt cái. Đây là một hình. Đó là một hình chữ nhật, được không? Rồi ta sẽ lấy cái bút màu khác, ta sẽ tô cái hình thứ đây, cái hình thứ hai. Đây là cái hình chữ nhật thứ hai, hiểu không?
đi nhật thứ hai. Rồi ta sẽ kiếm một cây màu và để tô hình chữ nhật thứ ba. Rồi chúng ta sẽ lấy cái ba cái hình chữ nhật đó chúng ta ghép lại. Rồi đây là cái hình chữ nhật thứ ba. Rồi đó là ba cái hình chữ nhật, được không? Bây giờ người ta yêu cầu là lấy cái ba hình chữ nhật này chúng ta sắp xếp lại nó trở thành một cái hình vuông. Thế bây giờ sắp xếp như thế nào? Thì chúng ta dời cái hình này, trừ hình này xuống nè, dời cái hình này xuống đây. Bây giờ chỗ này là gì? 1, 2, 3, nó ngay chỗ này nó sẽ là 3, được không? Rồi ta sẽ vẽ thêm một cái hình chữ nhật vô đây ha. Ta xem cái này là nó bao nhiêu cm thì chúng ta lái xuống. Cái này là 1 cm này, được không? Như vậy chúng ta sẽ vẽ xuống đây là 1 cm. Chúng ta sẽ vẽ xuống đây là 1 cm. Rồi chúng ta sẽ vẽ thế cái này xuống à, vẽ cái này xuống. Đó, nó ra hình vuông chưa? Nó ra đếm coi bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là bên này 6 ô, bên kia cũng 6 ô. Như vậy cái hình này thì đây. 1 thì chúng ta sẽ đem cái hình hình màu vàng xuống đây. Được không? Cái hình màu vàng xuống đây. Được không? Và đó, cái hình màu vàng xuống đó. Rồi cái hình màu màu này thì nó sẽ xuống đây nó nằm. Được không? Chúng ta tách ra và chúng ta đem xuống đây, chúng ta cho nó nằm xuống đây. Đó, được không? Như vậy đã đem xuống đây rồi thì ngay chỗ này thì nó sẽ không còn. Ngay chỗ này nó sẽ không còn hai cái hình này. Được, nó sẽ không còn hình hai hình này. Đấy. Như vậy xuống nó trở thành là một hình vuông. Đó, như vậy che hai cái hình này là đem xuống dưới đây rồi. Đó, như vậy đó là ra hình vuông. Và bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.